Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung nếu được tái khởi động sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Ngày 16 tháng 11, VOA tiếng Việt cho hay, Chủ tịch Việt Nam chỉ trích ông Trump khi nói chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói. Và đây là hình bà trên VOA. Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường nhận xét rằng bảo hộ và chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến suy thoái nghèo đói khi ông phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ở Beirut ngày 14 tháng 11 theo nội dung bài diễn văn của ông được đăng trên báo chính phủ của Việt Nam và các báo khác ở trong nước APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gồm 21 thành viên bao gồm cả Mỹ và Việt Nam theo VOA tuy ông cường không đề cập đích danh tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ và báo chí Việt Nam không bình luận gì thêm nhưng hãng tin quốc tế cho rằng đó là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến nay về đường lối thương mại của ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. VOA cho biết, trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch Việt Nam cho rằng, một trong những điều rất cần thiết để các nền kinh tế thành viên APEC phát triển thuận lợi là phải đảm bảo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, khuyến khích thương mại và đầu tư toàn cầu, hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế nguyên thủ của Việt Nam nhấn mạnh rằng hơn bao giờ hết cần loại bỏ tư duy, nhất bên thắng, nhất bên thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Và đây là hình tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. Quan điểm của ông Lương Cường được đưa ra trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam đối mặt với mối đe dọa có thể sẽ phải chịu thuế nhập khẩu của Mỹ lên đến 20%. Nếu như ông Trump thực sự tăng thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài, khi ông chính thức nắm quyền tổng thống từ tháng 1 năm 2025. VOA trích dẫn số liệu của Bộ Công Thương. Trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là 98,4 tỷ đô la, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Việt Nam vẫn xuất siêu sang Mỹ, đạt 86,1 tỷ đô la, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2023, Việt Nam hưởng thẳng dư lên đến 103 tỷ đô la trong trao đổi thương mại với Mỹ. Một số học giả nói trong một phóng sự của VOA đăng hôm 12 tháng 11 rằng Việt Nam sẽ đứng trước sức ép phải cân bằng thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump. VOA cũng cho hay phát biểu ở Peru ngày 11 ngày 14 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhấn mạnh việc áp đặt các tiêu chuẩn mới đối với thương mại, đầu tư mà không xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan bỏ qua các khác biệt về trình độ phát triển đặc thù của các quốc gia thì không những cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động mà còn triệt tiêu sức sáng tạo và ngăn cản sự phát triển của doanh nghiệp. Và đây là hình chủ tịch nước lương cược. VOA cho biết thêm, một hãng tin quốc tế trích lời ông Paris Dean, giám đốc điều hành của hãng tư vấn BSD Global cho rằng nếu ông Trump thực thi lời hứa khi tranh cử là tăng thế quan, bao gồm cả mức 60% áp riêng vào hàng Trung Quốc và được Quốc hội Mỹ thông qua. Những bên bị thiệt hại nhiều nhất sẽ là Trung Quốc và phần lớn châu Á, bao gồm cả Việt Nam. VOA lưu ý, hồi giữa tháng 10, khi ông Trump còn đang tranh cử, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã dự báo nếu ông trở lại nắm quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ hai này của ông, có thể dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn đáng kể ở một số nền kinh tế châu Á, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong trường hợp xấu nhất, GDP thực tế của bao quốc gia này vào năm 2028, tức cuối nhiệm kỳ của ông Trump, có thể sẽ giảm đến 1% hoặc hơn so với mức dự kiến hiện tại của Fed nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chiến tranh thương mại Mỹ Trung nếu được tái khởi động sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những tướng lĩnh thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn Ngày 15 tháng 11, BBC Tiếng Việt bình luận, tướng công an, quân đội nào thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Theo BBC, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định 214 về công tác nhân sự cấp cao của đảng. Nhưng một số tướng lĩnh quân đội, công an gần đây được bầu vào bộ chính trị hoặc ban bí thư không đúng với quy định 214 này, gồm có Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang, Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương đảng và Thượng tướng quân đội Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. BBC phân tích từng trường hợp như sau. Thứ nhất, Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Ông Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị ngày 16 tháng 8 khi chưa hoàn thành trọn một nhiệm kỳ trung ương đảng. Và đây là hình bài trên BBC. Thời gian ông nắm vị trí trưởng các bang, bộ ngành, cụ thể là Bộ trưởng Công an, chỉ mới tầm 2 tháng, chưa đủ để có thể đánh giá là đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không trước khi ông được bầu vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, Bộ trưởng Quang không thỏa mãn yêu cầu là ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên. BBC cho biết, theo thông lệ, các đời Bộ trưởng Bộ Công an từ sau năm 1975 tới nay đều được bầu vào Bộ Chính trị trước, sau đó mới lên hàm Bộ trưởng. Còn Bộ trưởng quan thì ngược lại, ông được lên làm Bộ trưởng trước rồi bổ sung vào Bộ Chính trị sau. Bên cạnh đó, việc ông được thăng từ Thượng tướng lên Đại tướng chỉ trong vòng hơn 2 năm cũng là một trường hợp đặc biệt. Theo luật Công an Nhân dân, thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm tướng là 4 năm thăng trước thời hạn không được quá 12 tháng. Ông Quang được thăng từ trung tướng lên thượng tướng vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 tới ngày 20 tháng 10 năm 2024 lên bậc đại tướng. Như vậy, bị thăng cấp bậc đối với ông đã trước thời hạn hơn 12 tháng. Thứ hai, tướng Nguyễn Duy Ngọc, thượng tướng, cựu thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được phân công làm chánh văn phòng Trung ương Đảng và sau đó được bầu vào ban bí thư cũng không đúng với quy định 214. Ông Ngọc cũng là ủy viên Trung ương đảng nhiệm kỳ đầu tiên tại khóa 13, chưa chọn một nhiệm kỳ nên không thỏa mãn tiêu chuẩn cho vị trí tránh văn phòng Trung ương đảng cũng như không đạt yêu cầu để vào ban bí thư. Và đây là hình 3 vị tướng được bổ nhiệm không đúng quy định. BBC cũng cho biết, theo thông lệ, người đảm trách chức vụ tránh văn phòng Trung ương đảng thường là ủy viên ban bí thư. Nhưng khi ông Ngọc lại được phân công làm chánh văn phòng Trung ương khi chưa vào ban bí thư. Thứ ba, tướng Trịnh Văn Quyết. Theo tiểu sử trên trang của chính phủ, Thượng tướng Quyết được bầu làm ủy viên Trung ương đảng lần đầu tại khóa 13. Do đó, ông cũng chưa đạt tiêu chuẩn là ủy viên chính thức ban chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên. Việc ông được bầu vào ban bí thư là chưa đúng với quy định 214 của Bộ Chính trị. Điều này cho thấy sự nghiệp chính trị của ông sẽ còn rộng mở. BBC cho rằng, việc bầu bổ nhiệm các tướng lĩnh công an và quân đội không đúng quy định như trên có thể là hệ quả của tình trạng thiếu hụt nhân sự khi Bộ Chính trị khóa 13 đã mất tới 7 ủy viên. Thêm vào đó, sự ra đi của Tổng trọng đã gây nhiều biến động trong bộ máy nhân sự chủ chốt và cấp cặp. Ngoài ra, việc bầu bổ nhiệm những nhân sự chưa đủ tiêu chuẩn có thể cũng là một giải pháp tình thế khi đảng mong muốn nhanh chóng ổn định bộ máy để giải quyết các vấn đề cấp bách về kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội thứ 14. BBC bình luận, dù vì lý do gì thì một điều có thể chắc chắn là Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Trịnh Văn Quyết là những người sẽ nằm trong quy hoạch nhân sự vào đại hội 14. Khả năng cao, ông Quang sẽ tiếp tục vào Bộ Chính trị, còn ông Ngọc, ông Quyết sẽ tiếp tục nằm trong ban bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những tướng lĩnh thăng tiến khi chưa đủ tiêu chuẩn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.